Thủ tướng Campuchia Hun Sen trong một chương trình phát sóng đặc biệt trên truyền hình nhà nước hôm nay 26 tháng 7 tuyên bố: "Tôi mong người dân thông cảm khi tôi thông báo rằng mình sẽ không tiếp tục làm thủ tướng." Ông Hun Sen cho biết con trai cả của ông là tướng Hun Manet sẽ lãnh đạo chính phủ mới. Theo tờ Khmer Times, Thủ tướng Hun Sen cho hay quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni sẽ ra lệnh bổ nhiệm thủ tướng mới của nước này là tướng Hun Manet vào ngày 7 tháng 8. Ông khẳng định sẽ không can thiệp vào công việc của con trai Hun Manet trên cương vị thủ tướng. Ông nhấn mạnh việc từ chức là mở đầu cho sự ổn định lâu dài, vốn là nền tảng cho sự phát triển. Nhà lãnh đạo Campuchia khẳng định việc tướng Hun Manet kế thừa cương vị thủ tướng đã tuân thủ đúng các thủ tục hợp pháp, bao gồm tham gia bầu cử với tư cách ứng cử viên nghị sĩ. Tờ Khmer Times dẫn lời Thủ tướng Hun Sen cho biết sau khi từ chức, ông sẽ được nhà vua bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng tối cao của nhà vua Campuchia. Ông Hun Sen cũng sẽ giữ chức chủ tịch thượng viện Campuchia thay thế ông Say Chum sau cuộc bầu cử thượng viện vào ngày 25 tháng 2 năm 2024. Thủ tướng Hun Sen, 71 tuổi, là một trong những nhà lãnh đạo tài vị lâu nhất thế giới đã dẫn dắt Campuchia gần 4 thập niên qua. Ông Hun Sen đưa ra tuyên bố trên sau khi tờ The Phnom Penh Post ngày 24 tháng 7 đưa tin Ủy ban Bầu cử Quốc gia NEC của Campuchia đã công bố kết quả bầu cử quốc hội sơ bộ vào khuya 23 tháng 7, cho thấy Đảng Nhân dân Campuchia CPP cầm quyền giành 120 trên 125 ghế. Tướng Hun Manet, 46 tuổi, là người Campuchia đầu tiên tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point trứ danh của Mỹ. Ông có bằng thạc sĩ kinh tế của Đại học New York, Mỹ và bằng tiến sĩ kinh tế của Đại học Bristol, Anh. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.